Này team, mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái vườn hoa nhé. Đây có một vườn hoa rất là đẹp này. Đó, phía trong đó là có một vườn hoa luôn kìa. Đây, đây vườn hoa của những bông hoa này đây. Đó, hoa này mình không biết tên là gì cả. Đó, đây, có nhiều màu luôn. Đây màu đỏ, đây là màu hồng đậm này. Còn đây màu hồng phấn này. Đây là hoa thạch thảo này, nó màu tím này. Đây là cây rẻ quạt này của nó màu cam. Đây mọi người thấy không? Sao nó không rõ được vậy ta? Đó, và đây. Đây là những bông hoa màu hồng. Đó. Mình có ai nhà nhưng mà xăm soi cái đã. Đó, đây đây là những cái quả của cây hoa. Đây, đây là những bông hoa này. Rồi, người ta đi ngang qua chắc người ta thấy nó kỳ lắm không? Bông kỳ. Đây, đó. Bông hoa này màu đỏ. Còn đây là những bông hoa đậm màu hồng. Bông hoa này thì nhạt màu hơn. Đây là bụi của cây hoa. Đây là cây bông. Cây hoa nó đã nở, nó tàn và bây giờ nó ra cái trái của nó đây. Trái của nó đang bé xíu ở đây. Đó, còn những bông hoa này thì bị mưa làm cho ướt này. Đó, do sương còn đọng lên tay. Đó, thấy chưa? Mới sáng sớm mà. Sáng nay, trời, hôm nay trời mưa cả đêm nên là sương còn đọng nhiều lắm. Đó. Và cả cái cành hoa này thì nó đã bị tan hết. Nó. Nhiều người nhìn mình cái thái độ hiểu kia. Đã đi quay sớm lắm rồi đó.